Đói thế nhỉ? Ai? Bánh mì thơm thế. Chưa thơm thì em mới ăn chứ sếp. Chín miếng. Thôi, sếp thảm lắm, em không cho đâu. Tao đã có cách. Găng tay X2. Xem đây. Đây, chào anh. Cái này của tao. Cô ăn hết 100. Cho tôi mượn tàu 100. Gửi chị. Wow. Ăn căng sếp nhỉ? Giấu bà bối này. Giấu ai lại đi. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ giấu vết đâu ấy nhỉ. Chị ơi, chị có sao không? Ơ, sao anh lại ôm tôi? Ơ, chị đừng đùa, tôi có ôm đâu. Cãi à? Ấy hồ. Hung thủ chính là ngươi. Thiên Phượng. Ờ, đây là đâu? Sếp, giữ đây. Mới ra đời, ngươi vẫn là hung thủ. Đuổi bắt được em. Một tên hung thủ bắt ra bố. Giờ có 3 tên. Đừng buồn nữa xem.